Cuộc đời tướng cướp Nam Vĩnh, kẻ được mệnh danh là Hùng Sám miền Trung, phần số 3, đỉnh cao quyền lực và cái chết đầy thảm thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với OV Đại Bàng. Và tiếp theo phần số 2, tướng cướp Nam Vĩnh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần số 3 về đỉnh cao quyền lực và cái chết đầy thảm thương của ông Trùm. Đa phần lính tráng vùng 2 đều xuất thân từ các tỉnh miền Trung, đời lính buồn và mau chết. Những tên lính cứ bưng luôn câu ngạn ngữ gốc ruộng muốn dở chuồng heo thì phải dám xeo cột nhà, vào quân ngũ làm lẽ sống. Rảnh rỗi, rượu chè còn có người chê chứ bài bạc sát phạt nhau thì tên lính nào cũng máu. Một chiều mùa đông năm 1972 khi sòng bạc ở ngã ba Diệp Kính đang đến hồi cao trào thì cửa phòng bị đập tung. Trên ngưỡng cửa xuất hiện hai bộ đồ rằn ri, áo bỏ ngoài quần, tóc, râu, tua tủa và nét mặt rất cô hồn. Giật phát chốt quả M26 ném keng xuống sàn, một tên tuyên bố bỏ hết tiền, đồng hồ, tư trang xuống bàn. Dù cùng là lính tráng nhưng trái lựu đạn cũng đủ chặn mọi bàn tay manh động. Những tên lính đành ngưng cuộc sát phạt, líu ríu nghe lệnh gã cô hồn. Khi mọi cái túi đã được lộn trái, tên kẻ cướp điềm nhiên hô biến, đồng thời thả trái lựu đạn xuống mặt bàn và hốt tiền vàng vào ba lô lộn. Lựu đạn vung khói xì xì khiến đám con bạc xéo nhau chạy trối chết. Hốt đầy ba lô ngẩng lên sòng bạc đã vắng ngắt. Thằng cô hồn ung dung bước ra cửa gọi tên bạn đang lăm lăm súng đứng cạnh. Giọt mày. Đúng lúc đó thì gáy bỗng dưng lạnh buốt khiến hắn phải ngoáy đầu lại. Dưới bóng điện mờ mờ, trên một tấm phản kê tích trong góc phòng có một tên biệt động quân. Đang chống tay trái nằm nghển cổ duỗi dài thân nhìn xoáy vào mặt của hắn. Một tấm áo ban tô lính trải rộng che nửa thân trên và cánh tay phải của kẻ đang nằm. Quá đỗi ngạc nhiên, tên kẻ cướp bước lại gần hỏi: "Mày là bảo kê sòng này hả?" Tên kia không thèm ngồi dậy, trả lời nhát gừng, nhìn lại biết hỏi chi. Thằng kẻ cướp ngạc nhiên lắm, lựu đạn phun khói ì xèo, sao mày không bỏ chạy, bộ không sợ chết hả? Câu trả lời của thằng kia còn cô hồn và lọc lõi hơn, ngu như bò. Lựu đạn mà nổ, mày đứng gần chết trước chứ không phải tao. Nó không nổ, mày mới đứng đó được, chứ nổ thì trời suối. Ông già mày cũng không dám, đừng nói chi mày. Cho con nít của tụi bay mà cũng đòi hù ông nội của mày sao? Túi, vàng, tiền trên vai trở nên nặng như đá tảng. Tên cướp cạn lời chửi thề. Mày ngon, mày tin là tụi tao sắp giết mày không? Thằng kia nhếch mép, tình cái mốc, trước đó tao đã bắn nát sọ mày rồi. Vừa nói thì hắn vừa hất chiếc áo banto để lộ một khẩu côn đuôi đang ghết nòng trên tay phải. Mặt xanh như đít nhái, tên cướp càng líu ríu thả túi hàng xuống đất. Đại ca cho em biết quý danh ạ. Thằng kia hất mặt. Nam Vĩnh, bộ mày thối tai hay sao mà không nghe? Ngôi thứ được đổi ngay sau đó, hai tên lính chắp tay lại như tế sao. Anh năm tha tội, tụi em mới hành quân trên Lê Cần về đây. Đang nhậu mà vã quá không đủ tiền trả nên mới liều mạng. Nam Vĩnh gạt đi. Đây là đất của tao, không thằng nào được phá đám, để tiền vàng lại hết. Còn ăn nhậu chơi bời tối nay, ngày mai, tụi bay có bi nhiêu thằng, tao lo tất. Kiểu hành xử vừa lì lợm, bạc mạng vừa tỏ ra đàn anh, kèm theo tiền bạc luôn tuôn ra, bao bè như suối, đã giúp Nam Vịnh lấy lòng, thần phục được không ít tên đầu trâu mặt ngựa trong các sắc lính miền Trung và cao nguyên. Giống như Vịnh, tất cả những tên này đều mang hai ba án truy nã, nên đứa nào cũng hung hãn, sẵn sàng lao vào chỗ chết miễn có tiền. Một lần đang nằm ở một trong những hang ổ của du đạn gốc lính tại suối Đốc Học, ngoài ô Buôn Ma Thuột, Nam Vĩnh nhận được hung tin. Một số đàn em của y bị quân cảnh túm cổ vì một lý do hết sức vô duyên. Số là vừa trở về sau một cuộc hành quân sát biên giới Mondokiri thuộc địa phận Đắk Song Đắk Lắk Nam Cà Ri, Mầm Điên và một số tên khác thuộc lực lượng biệt động quân đã xả xuôi, tổ chức nhậu với thắng, tại anh chị bên chiến đoàn Lôi Hổ. Cuộc nhậu được bày ra hoang dã, ngay tại gốc đa cây số 5 bên rìa thị xã Buôn Mê. Thấy lính tráng tác phong bê tha, lôi thôi lết hết, một toán quân cảnh đi qua đã tạt vào yêu cầu đám này bỏ áo vào quần, gom ống quần vào giày và buộc dây đàng hoàng để giữ tác phong quân kỳ. Câu trả lời là một tiếng lựu đạn nổ đoành rơi ra từ tay của thắng Lôi Hổ, lúc này đang say lử đử, thế là không nói gì thêm, toán quân cảnh xông vào tước vũ khí còng tay luôn cả bọn. Nhận tin, Nam Vĩnh tức khắc gặp viên trung úy đồn trưởng bảo: "Sáng mai tụi Nam Cà Ri không về thì cứ thấy thằng quân cảnh nào trên đường coi như thằng đó đổ ruột."
Bỏ về, Vĩnh sai đàn em đi báo tin cho đám tay chân trong các đơn vị đồn trú lân cận để chuẩn bị. Quả nhiên, 4 giờ sáng hôm sau, đang ngủ vùi sau cơn say, Nam Vịnh đã bất ngờ bị quân cảnh ập vào còng tay đưa đi. 7 giờ sáng, đồn quân cảnh bị nhiều loại quần áo rằng ri vây chặt, có cả đại liên M60 tham gia cuộc chiến tranh. 7 giờ 15 phút, một trái M79 nổ tung ngay giữa cột cờ trong sân đoàn quân cảnh. Không còn cách nào khác, viên trung úy đành phải thả Nam Vĩnh. Và đến 16 giờ thì Nam Cà Ri, Mầm Điên, Thắng, Lôi Hổ cũng vừa cười vừa tự do kéo nhau ra khỏi trại. Tuy tha hồ hân hoan khoác lác, nhưng sau vụ đó, Nam Vĩnh cũng biết là sự lộng hành của y đã vượt quá giới hạn. Bỏ cuộc hành quân của đơn vị, hắn chuồn lên suối Đốc Học nằm khang. Sau đó thì dông tuốt về Nha Trang sống phè phỡn bằng nghề tuồn thuốc phiện vào quân lao Khánh Hòa, bán cho đám quân phạm đang nằm ấp. Cuối năm 1973, bị lùng sục, hắn lại lỡ tay, một lần nữa giết chết một tay quân cảnh và bị tóm cổ. Vác theo một ba lô vàng, chiến tích còn lại của mấy năm ngang dọc, Nam Vĩnh được dẫn vào quân lao Khánh Hòa làm bạn với những gương mặt mốc cộm cán của vùng số 2 chiến thuật như là Phi Vân, Sơn Trắng, Tuấn Đà, Lực Búa, Cù Đinh, những kẻ trước đó không lâu còn là khách hàng truyền thống trong nghề buôn thuốc phiện của Vĩnh. Trong tù, cảnh gây bè kết đảng đâm chém thanh toán nhau lại tiếp diễn. Cuối cùng, Nam Vĩnh được thừa nhận là một đại ca trong các đại ca của cái quân lao khét tiếng vô kỷ luật và lắm đầu trâu mặt ngựa này. Sau Tết Nguyên Đán năm 1975, quân lao Khánh Hòa nhận thêm một tù nhân gián dấp mô phạm, bị tống giam vì tội tình nghi Việt Cộng. Đó chính là ông Dương Ngô Thống, thầy giáo dạy trường Bồ Đề, Quảng Ngãi năm nào. Chuyển lên dạy học ở Đà Lạt, thầy giáo Dương bị hàm oan, nguyên trung úy tỉnh, một sĩ quan Phượng Hoàng, say mê cô Hoa Khôi phố núi Xuân Lan nên đã hỏi cưới và có con với cô gái này. Trong khi y đã có vợ, có con, sợ bị loại ngũ vì tội có vợ bé, tình đã ép Xuân Lan phải bỏ con, là bạn của bà Phụng, cô ruột Xuân Lan. Ông Dương động lòng đã nhận lời giúp bà Phụng cùng vợ mình đem đứa bé đi trốn, tránh cho nó bị cảnh cha ruột hắt hủi. Và để trả đũa thì trung úy tình đã vu vạ và dẫn cảnh sát đến bắt ông vào mùng 8 Tết. Nhờ quen biết với thiếu tá Nguyễn Văn Hiển, quản đốc quân lao Khánh Hòa, Tình đã tìm cách tống được ông Dương vào địa ngục này cho bỏ tức. Để dằn mặt người tù mới theo yêu cầu của tên trung úy bất lương, thiếu tá Hiển đã đẩy ông giáo vào chuông buồng giam với tên hầm xám Nam Vĩnh, dự định mượn tay tên hung thần để hành hạ người tù. Đã từng nghe tiếng của tên hung thần, ông Dương co rúm mình và suýt ngất xỉu khi những tên tù tàn bạo dựng ông ngồi thẳng lưng, bắt phải chứng kiến từ đầu chí cuối kẻ Nam Vĩnh và một tên đàn em cởi trần trùng trục tra tấn cho đến chết một quân phạm chung buồng. Xong việc, Nam Vĩnh đến trước mặt ông cúi người lễ phép: "Thầy nhớ con không? Con là Nam Vĩnh, thằng học trò mà bị thầy tát tay gọi là đồ kẻ cướp ở Bồ Đề đây mà." Suýt nữa ông thầy giáo đã ngất xỉu vì tin chắc trận đòn thù sẽ sắp được tên học trò xưa trút xuống đầu của mình. Quá sợ hãi, ông lắp bắp: "Anh thông cảm, khi xưa tôi chỉ..." Nam Vĩnh cắt ngang: "Dạ không không, con cảm ơn thầy vì là thầy quá đúng. Đời con chẳng có thể làm được gì trò trống hơn ngoài một thằng tướng cướp. Như một cảnh phim quái gở điên rồ, hùm xám miền Trung thét đàn em kê nệm chạy ráp và đón ông thầy mình lên chiếu trên nằm nghỉ, cơm bưng nước rót hầu hạ đến tận chỗ nằm." Và khi đã trấn tĩnh thì ông Dương mới dám hỏi Vĩnh: "Anh là người còn biết giữ chút lễ nghĩa, sao hôm trước vô cớ lại đánh người ta tới chết?" Triết lý tàn bạo của lối sống giang hồ được cả học trò quỷ dữ trả lời sau một giọng cười buồn: "Con đã giết hai người, chẳng bao lâu sẽ bị đày ra côn đảo lãnh án chung thân cấm cố, ra đó coi như là chết. Con phải mua vé bằng án mới để tiếp tục bị điều tra, còn có cơ hội được ở lại đất liền. Giang hồ hiểm ác, người này sống thì kẻ kia phải chết, tại số thằng đó xui thầy ạ." Nhưng Nam Vĩnh đã không còn cơ hội để sống tiếp với các triết lý thú vật của đám giang hồ. Gần giữa tháng 3 năm 1975, xe tăng quân giải phóng ầm ầm tiến vào làm chủ Nha Trang. Lợi dụng thời cơ, đám quân phạm đã bạo động, giết lính canh, phá quân lao trốn chạy. Bị Nam Vĩnh ép, ông Dương phải theo chân những tên tù sống khám chạy về hướng Phan Rang. Nhưng cầu Chu Long đã sập, những tên lính mặc áo tù lại lôi ông chạy ngược trở lại quân cảng Cam Ranh. Trên đường đi, ông giáo mô phạm đã đau đớn và bất lực chứng kiến cảnh tên học trò khốn nạn và đám đàn em của hắn mặc sức cướp hành hạ những người chạy loạn khốn khổ mà không cách nào ngăn lại được. Đến Cam Ranh, Vĩnh và đám làng em lại dùng súng, lựu đạn uy hiếp và cướp được một chiếc tàu, kè theo ông Dương tiến thẳng ra khơi. Trên tàu, chúng lại tiếp tục giết người, cướp của, dồn vàng, đô la vào hai ba lô chặt cứng. Trên tàu toàn kẻ cướp nên
Tàu bị từ chối không cho cập cảng Vũng Tàu, Nam Vĩnh lại ra lệnh đưa tàu ra khơi đến đảo Phú Quốc. Hắn sai đàn em kết ván và dây thừng thành một chiếc thang dây bảo ông Dương. Trong kia là thị trấn Dương Đông, thầy vào đó chắc sẽ có cách về được đất liền tìm vợ con. Còn tụi con, tội lỗi quá dày, không dám theo thầy cùng về được. Từ chối số tiền vàng Vĩnh cho, ông Dương đu theo thang dây nhảy xuống nước bơi vào bờ. Đến chiều, ông bất ngờ gặp lại gã học trò trên đảo. Quá lộng hành, đám cướp làm loạn đã bị dàn quân cảnh đảo Phú Quốc khống chế và tóm cổ đưa vào thị trấn Dương Đông, trong đó có cả ông trùm Nam Vĩnh. Phiên tòa được tổ chức ngay và chỉ kéo dài 5 phút với án tử hình dành cho cả đám. Trước lúc xuống tàu về lại đất liền, ông Dương đã tận mắt chứng kiến cảnh Nam Vĩnh bị bắn ngay sau khi kết thúc phiên tòa. Hắn được chôn lại dưới chân núi Tượng ở thị trấn Dương Đông, không mộ chí, nấm mồ bị cỏ quên dần dần vùi lấp. Âu đó cũng là đoạn kết tất yếu của con đường giang hồ, con đường tội ác. Trên đây là phần kết về cuộc đời của tướng cướp Nam Vĩnh, cây được coi là hùng sám miền Trung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực, ra thêm nhiều clip hay phục vụ cho quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.